Giữa những ngày thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều công nhân vệ sinh môi trường đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận được những suất phở yêu thương được trao tặng trong đêm. Món quà ý nghĩa này được thực hiện bởi nhóm phở yêu thương của một số phóng viên, nhà báo và mạnh thường quân tại Hà Nội. Phố Khâm Thiên, Hà Nội, 20 giờ tối. Thành phố đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, đường xá thưa vắng người. Khi phố lên đèn, cũng là lúc những công nhân môi trường đô thị bắt đầu công việc của mình. Em cũng ngại bởi vì là đấy sợ mùi viết không vào. Hôm nay khác với mọi ngày, giờ giải lao, họ được nhận món quà đặc biệt từ cộng đồng. Những tô phở thơm nóng, ấm tình người giữa những ngày đại dịch. Rất là xúc động, thật sự luôn ạ. Tại vì là từ lúc dịch ra đến như này thì cái cảm xúc của em ấy nó dâng trào lên. Em muốn là các anh các chị rất là nhiều sức khỏe thêm và tiếp xúc và để lan tỏa thật nhiều đến tất cả các anh các chị cũng như môi trường của em và những cái người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ạ. Mà đến bây giờ có những người mà đã tặng chúng tôi bắt đầu là chúng tôi rất là cảm động. Mà không những cảm động mà còn cảm thấy là trong lòng không biết phải nói gì hơn, vì là khi mà lâu mình chưa được ăn bắt phở thế đấy là ấm lòng rồi, là cái tình cảm nó thế đấy, nó rất là. Đại dịch Covid-19 bùng phát, không chỉ có các y bác sĩ hay những chiến sĩ gác chốt biên cương mới là những người trên tuyến đầu chống dịch. Trong số ấy, có cả đội ngũ công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường đang ngày đêm làm đẹp cho thành phố. Cảm mến sự vất vả và hy sinh thầm lặng của họ, nhóm phở yêu thương đã hình thành và cùng nhau làm những suất phở ấm nóng, trao tặng những người ngày đêm giữ sạch phố phường. Gần 300 bát phở đã được nhóm thực hiện và trao tặng cho các tổ nhóm công nhân môi trường trên các tuyến phố của Hà Nội. Cái chút quà nhỏ như này nhưng mà động viên với anh chị vượt qua những khó khăn trong công việc, và em rất là cảm ơn các anh chị là đã giúp cho đường phố Hà Nội lúc nào cũng sạch sẽ và không còn phải ngày đêm. Vâng, em cảm ơn ạ. Thành phố sẽ khỏi ốm, những con đường rồi sẽ trở lại nhịp sống như xưa, bởi chúng ta vẫn luôn đồng hành, góp sức, động viên, chia sẻ để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Đổ nước vào. Và cũng là phở đổ nước.